ạ. Thì sẽ như là sân khấu cho MC Quỳnh Bảo. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Tiết kêu là chị em là tiết mục cuối cùng của đêm nay. À, chúng ta đã có 5 tiết mục dự thi rất xuất sắc rồi. Và ngay bây giờ, hãy hướng mắt thành sân khấu để xem hình tượng cuối cùng của đêm nay chính là... Và mùa xuân đó đang nguyên với bài hát Mùa Xuân Đó Có Em. À, một hình tượng mà em nghĩ là cũng rất là quen thuộc. À, thì ngay bây giờ em hỏi nhẹ chị Trà Ngọc, không biết là chị có phải fan của anh Đan Nguyên, chị có hay nghe anh Đan Nguyên không ha? Không, chị không có phải fan anh Đan Nguyên, chị mê anh Đan Nguyên em chị ơi. Chị ghiền luôn hả? Chị ghiền. Chị ghiền anh Đan Nguyên, nhưng mà chị biết anh quốc tịch ở bển rồi, cho nên chị lấy đỡ anh Tống Hạo Nhiên vậy. Cũng là cái Vân Yên hả chị? Vân Yên, chị là Vân Yên, nhưng trừ Du Uyên. Ủa? Không, cái đó không lấy được cái... đâu chị ơi. Không biết bạn nào thi kế tiếp nhưng mà bạn đó chọn cái bài cũng hơi khó đấy. Dạ. Cái bài này rất là khó hát luôn. Nó vừa phải... Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Dạ. Rớt lên, nó lên cao thì cao mà nó xuống cũng rất là thấp. Dạ. Có rất là nhiều bài của anh Đăng Nguyên rất hay và dễ hát mà bạn lại chọn bài này. Chắc là bạn sẽ là một thử thách đó. Bạn muốn thử thách bản thân, nếu mà thể hiện tốt thì sẽ đạt điểm cao luôn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị hướng mắt về sân khấu để chờ đón một hình tượng của hóa thân thành anh Đan Nguyên. Cho nên là mọi người hãy chờ đợi. Và đây cũng là cái tiết mục cuối cùng rồi. Bảo hy vọng là các quý vị khán giả mình đã xem từ đầu chương trình đó, mình cố gắng nán lại chút xíu. Tại vì ngay sau đây, sau phần thi này, chúng ta cũng biết được là ai là người đạt được thí sinh xuất sắc nhất của bảng B, cũng như là người nào phải dừng chân lại, không được bước tiếp vào bán kết. Rồi, và ngay bây giờ, với hình tượng ca sĩ Đan Nguyên, với phần hóa thân của Kim Trâm. Không có về. Không có về. Ơ bơ vàng ơi, trời đất ơi, vàng ơi. Trời ơi mà. Ủa. Chồng. Sao chồng ngồi đây? Trời ơi. Bơ lan kêu tôi là chồng hả? Chồng là cái tên á, tên chồng. Tên chồng. Chứ không phải là chồng nha. Mà trời ơi, làm bơ lan hết hồn. Bơ lan định đi lấy nước trong người bơ lan ra mà rập một cái là ướt mẹ cái quần ra. Mà sao bữa nay làm cái gì kỳ vậy? Trời ơi, bơ lan thay mấy cái chị ở người Kinh á, họ đẹp lắm. Nên bơ lan cũng muốn đắp cái mặt nạ. Mà mặt nạ này là được lấy từ châu Phi về nha. Thôi, trời bây giờ bơ lan lấy ra đi. Bơ lan bình thường là đã đẹp rồi. Trời ơi, sao? Đẹp chưa? Gì mới là bơ lan của tôi? Vậy hả? Trời ơi. Sao mà chồng không chịu ngủ mà chồng ngồi ở đây làm hết hồn hết trơn à? Có chuyện gì buồn? Nói bơ lan nghe. Tầm tuần nữa là Tết rồi, tôi phải đi về rồi, tôi không còn ở đây buôn làng với lại bơ lan nữa. Trời ơi thì đúng rồi, thì về quê ăn Tết đi rồi cái gành gành lên thăm bơ lan. Trời ơi, cũng nhờ bơ lan mà mới được về quê ăn Tết đó nghe, chứ không thôi là giờ này đi chờ đoàn tù ông bà rồi. Thì cũng nhờ bơ lan cứu tôi cái đợt té suối năm đó. Thì đúng rồi, nhiệm vụ cứu người là của bơ lan. Chiều rồi anh ranh là tha rong mà chạy xuống xuôi coi ai mà chết đuôi là mình cứu liền. À, con chó cũng cứu mà con chim cũng cứu, mà bơ lan thích cứu con người hơn. Thích cái gì? Cứu vớt con người á. À. Nó chứ không phải là ai cũng cứu đâu nghe. Trời ơi, bánh bèo là không cứu. Đặc biệt là anh Thanh là cũng không cu. Mặc dù là anh Thanh là cho trái cây ăn hàng ngày trong buôn làng mà cũng không cu nha. Ôi ơi, lựa chọn lắm. Hên cho chồng đó nha. Bơ lan. Gì? Mà Tết này tôi về, người tôi nhớ là bơ lan á. Trời ơi. Ngày qua trời luôn. Nhưng mà không sao. Xuân này không có bơ lan thì xuân sau có bơ lan đâu có sao đâu. Vậy bây giờ tôi tặng bơ lan một bài hát nha. Ồ, hát nữa hả? Trời ơi, ca sĩ luôn ha. Thôi ca sĩ là không phải được gì đây. Để bơ lan lấy cho cái áo mặc vô cho nó giống ca sĩ ha.
Trời ơi, bữa nay được ca sĩ hát tặng luôn. Rồi, xuôi tay ra đi. Rồi, mặc cái áo vô nè. Trời ơi, dễ thương. Đó. Cảm ơn Bơ Lan nha. Trời ơi, hát đi. Hát tặng cho Bơ Lan nha. Đó, rồi. Tặng cho Bơ Lan cái bài Mùa Xuân Đó Có Em. Trời ơi, hát đi. Bơ Lan đi ngủ. Bơ Lan nghe tôi hát rồi ngủ nghe Bơ Lan nghe. Ừ, hát đi. Xuân nóng nay xuân sẽ buồn hơn mấy cuối mai già và mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa để quên tất cả. Đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay yêu hắt giọt lệ đây em có nghe trời vào xuân chưa bên sân từng giọt nắng vàng chờ lứa thương và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đọc đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Trời ơi, Bơ Lan nghe được giọng hát rồi, Bơ Lan quyết định làm kèo kéo, mình đi bán kèo kéo nha. Bơ Lan. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân nóng nay xuân sẽ quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa để quên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ dù sao anh cũng về mong xuân đã chín đỏ bàn tay điều hoa cũng bàn tay yêu hắt giọt lệ sâu em có nghe trời vào xuân chiều bên sông từng giọt nắng vàng chờ lứa thương và mùa xuân đó đọc đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi lời tình đọc đưa theo gió mình thương nhau mấy rồi cuối cùng có về quê ăn Tết không? Không.
Sao gì? Tôi lại đây với Bơ Lan. Ôi trời đất ơi, Giang ơi, con có trong... Thưa quý vị, bài hát vừa rồi là bài hát dự thi của Kim Trọng qua phần hóa thân thành nam ca sĩ Đan Nguyên ạ. Dạ, mời chị cho pha nén lại sân khấu luôn nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ nè, em cũng có lời cảm ơn chân thành đến chị Châu Pha. Lúc nào tiết mục nào mà cũng thấy là chị Châu Pha hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thí sinh nào thi chị Châu Pha cũng hết mình hết sức hết. Và ngay bây giờ mà đóng nữ chánh không? Một tràng pháo tay dành cho Châu Pha được không ạ? Dạ em xin cảm đào ơn. Đào đẹp của đoàn em. Mấy con đẹp đẹp cất vô hết đi. Em không đẹp mà em dẹp mấy con đẹp qua một bên. Là chị Châu Pha nha. Thì em cũng hỏi chị Trang Ngọc xíu. Hồi nãy chị ghen tuông lúc mà Mộc Trà xuống rót rượu đó. Nhưng mà khi mà Kim Trọng hát thì em thấy chị móc méo tim rồi, vậy làm sao vậy chị? Nó bây giờ trừ điểm giám khảo được không ạ? Thật ra thì anh nói trước là tại vì bạn hát rất là hay. Phải nói thật sự rất là hay, rất là ngọt ngào, rất là giống Đan Nguyên luôn. Nhưng mà bạn vẫn bị loại nha. Ủa? Tại vì bạn chỉ trao cái tình cảm ánh mắt đó với vợ của tôi thì tôi không đồng ý rồi. Sao mà cảm thấy không hài lòng lắm rồi. Tuy là bạn hát rất hay đó nhưng mà tôi vẫn chấm bạn loại. Tự nhiên cái bản này bữa nay là loại hai đứa luôn, loại Mộc Trà với loại Kim Trọng luôn. Em nghĩ là chị Lộ nên cân nhắc về cái dàn ban giám khảo này. Không, không, không. Thật sự anh phải phân biệt. Anh phải phân biệt giữa gọi là tình yêu và đam mê. Hai cái đó đều dành cho Kim Trọng ngày hôm nay. Ủa? Là sao nữa vậy chị Trà Ngọc? Quá tuyệt vời luôn á. Sao mà có thể giống anh Đan Nguyên tới từng hơi thở luôn á. Cái hít vô cũng giống, cái thở ra cũng giống. Cái gọi là trong cái thở ra nó có một miếng nước mũi cũng giống. Thở ra có một miếng nước mũi. Nước mũi. Bữa nay có bị sổ mũi không Kim Trọng? Dạ hồi sáng cũng có. Thấy chưa? Tôi thấy rõ ràng có một giọt nước mũi nhỏ nhỏ bắn nhẹ vào cái đầu mít giống luôn. Giống luôn. Là lời khen đúng không MC? Cái này là lời khen, khen. Nghiên cứu nhân vật kỹ. Đúng rồi, hình như tôi coi là có lúc đó cái góc máy cận của anh Đan Nguyên á là cái video này cách đây khoảng cũng gần chục năm hơn rồi đó. Mà tôi coi kỹ lắm. Cái lúc đó là ghi hình phát lại cho nên là thấy một cái giọt nước mũi nhẹ bắn vô. Thì hồi nãy Kim Trọng có làm cái đó luôn. Trời ơi, chi tiết vậy luôn hay, hả? Cố tình hay là vô tình đây? Trời ơi. Không, em cố tình đó. Hay quá. Em giữ nó từ sáng tới giờ. Loại. Trời ơi. Ủa? Sao vậy? Nhưng mà em cũng phải rất là cảm ơn ban tổ chức luôn đã sắp xếp một tiết mục rất là sôi động không, của em ở giây phút rồi. Này. Xuất sắc quá. Cái tiết mục này là về cái phần sáng tạo là 10 điểm. Tại sao? Tại vì có thêm thắt cái vụ bà Bơ Lan. Bà Bơ Lan nhìn bả như trái bơ sáp vậy đó. Nhìn bả cái bầu, cái đầu nhỏ, cái người nhỏ, cái phình ra, cái gì nó y như trái bơ sáp. Bơ Lan ra đây. Trời ơi, mà tôi công nhận luôn nha, đoàn Sài Gòn Tân Thời bộ hết người rồi hay sao mà Châu Pha cứ đóng đào chánh hoài. Trời ơi. Phải lấn lên chứ trời. Dữ luôn, trận này là dữ luôn. Mà cái càng ngày càng đậm đà nha. Thật sự bữa nay anh không phải là Đan Nguyên nữa, hài lắm. Này là Đan Lát, Đan Giỏ gì rồi chứ không phải Đan Nguyên nữa. Quá xuất sắc luôn, vừa có yếu tố giải trí, vừa có giọng hát giống mà cái phong cách, cái ai mà chỉ cho đội cái tóc này vô vậy trời ơi trời. Ai vậy? Mà có thêm một cái là đạo cụ rất là chi tiết, rất là hay, màn hình LED đồ rồi đám lửa rất là tuyệt vời, tiết mục rất là hay. Làm đạo cụ hèn chi mới chịu có nửa đâu. Bài giật sập luôn cái vàng phía sau là làm sao? Là chị chịu. Ăn lời tiền đạo cụ của người ta hay sao? Không, chiều chạy lên cái lục đồ ra cái lấy băng keo quấn đỡ. Không. Là bây giờ là diễn đúng viên rồi. Mà thi công luôn, làm đạo cụ luôn, làm hết setup luôn. Vậy là cái bản này Châu Pha nhất tuần. Chị Châu Pha làm thợ mộc luôn đó chị. Trời ơi, thật sự mà nữ chánh dễ thương quá, nữ chánh không có đẹp mà nữ chánh nói chuyện có duyên. Đúng rồi, em thích cô con người lắm. Cái khúc này trời là có cộng điểm không biết à, quan trọng khúc cộng điểm khúc này nè. Cái khúc mà cứu con ê. Người đó, cái khúc mà cứu con người đó là lòng tốt là cộng điểm nha. Cộng điểm dùng miền luôn, không có hát dùng thấp nữa, đưa lên dùng cao hát, cộng điểm dùng miền luôn. Hôm nay Kim Trọng thật sự rất xuất sắc trong hình ảnh của nghệ sĩ Đan Nguyên. Dạ em cảm ơn chị rất là dạ. Nhiều ạ. Còn loại hay không là do anh Nhiên anh ghen hay không em không biết. Dạ anh Nhiên có muốn nhận xét thêm gì không ạ? Loại à, dạ, ngắn gọn rồi anh. Thôi em xin đi vô em khóc nè. Rồi cảm ơn Kim Trọng, cảm ơn chị Châu Pha rất nhiều. Và ngay bây giờ là phút giây quan trọng. Chúng ta sẽ có phần tổng kết điểm số để biết xem là trong 6 tiết mục dự thi vừa qua, ai sẽ là người bước tiếp, ai sẽ là người dừng lại. Và chỉ sau 1-2 vòng lô tô chúng ta sẽ có kết quả ngay. Quý vị cứ lại chính cuối chương trình để xem được là ai là thí sinh xuất sắc nhất của đêm nay nha.